Đây là cuộc sống ở chợ nè các bạn. Tất cả những vỏ bầu, vỏ bí, vỏ trứng mình tập trung nó vô một cái thùng, rồi mình cứ đổ tro lên cho nó không lên men đó các bạn. Đó, rồi mình trồng gừng nè, rồi mình bỏ cái đầu khoai mỡ nha các bạn. Bỏ đầu khoai mỡ, nếu mà nó có lên á thì mình cho nó vô một miếng, một cái nhánh cây này nè, nó bò lên được như vậy rồi. Mà không biết cái này là khoai mỡ có củ hay không. Chứ nếu mà nó cái lá nó xấu là nó không bao giờ có củ đâu nha các bạn. Cái lá nó tốt, nó quan hợp được ánh sáng thì cái nó mới diệp lục tố nhiều. Mà diệp lục tố nhiều thì mình nó nuôi xuống cái củ, to cái củ. Mình chưa có biết là cái củ nó to hay không, nhưng mà chưa tới mùa là lá còn xanh vậy là mình không có đào củ được. Còn đây là ăn khoai môn mà mình bỏ những cái củ con đó, bỏ vô thùng này thì nó cũng lên được khoai môn. Gừng thì mình trồng đó. Trồng cái gì được thì cho nó lên thôi, chứ này nó không có thứ tự, không có trồng theo như ý muốn được nha các bạn. Còn cái anh này bây giờ ảnh hoành hành cái cây này. Cái cây này là cái cây lá cẩm của mình. Mình trồng nó sung quá rồi nó tự chết đó, nó tự chết. Rồi mình bẻ cái nhánh đó, mình qua đây mình ghim trở lại thì trời mưa nó sung như thế này nè các bạn. Mình xài không có hết. Thì cái anh này bây giờ anh đi qua đây đó, anh tàn phá, không có cái gì trồng được nha các bạn. Nhưng mà dường như mấy cái này là anh không có thích lắm hay sao á. Đó. Anh không có thích lắm, thành ra anh ăn ít nè. Để mình zoom lên cho các bạn coi nha. Đó, cái quá trình mà anh ăn đó, anh đang ăn đó các bạn. Không có trồng cái gì được hết các bạn ơi. Mình thích trồng lắm, mình đâu có để thích để những cái chậu không. Mình bỏ rác vô túi á, cho người ta chở á, thì nó lại là dơ lắm, phiền người ta nữa. Mình đổ rác vô đây nè, rồi mình mua tro đó, trấu đó, mình đổ vô, mình đổ xen kẽ cho nó không cho nó không có lên sinh men. Rồi mình trồng này trồng kia mà trồng không có được, anh ăn nè các bạn thấy không. Thôi thì mình làm công tác bố thí thức ăn thí thực, mình không có nỡ giết đâu các bạn. Mình giết mình sợ lắm, còn ổng thì ổng thấy ổng dục vô tường. Bạn thấy nó ăn chưa? Nó ăn sạch sẽ luôn một đêm sáng ngày á các bạn. Mình trồng cái gì cũng không được hết, mình cũng buồn lắm, nhưng mà thôi để cho mày ăn đi. Mày thích thì để cho ăn. Các bạn thấy cái quá trình mà nó ăn cái ốc sên á, nó đeo trên cây vậy đó, mà nó đẻ dữ lắm các bạn ơi. Mình thấy ở miền Tây thì người ta cũng có ăn cái thứ này, ăn cái ốc này. Hoặc là cái ốc này là nó ra một cái nhớt, mà nhớt thì nó tạo collagen đó, ta làm mỹ phẩm đó các bạn. Đó. Nó ăn mấy cái lá này nè các bạn thấy không? Ăn vậy nè. Còn bây giờ thì mình muốn cho các bạn thấy là ảnh đang ăn những cái lá đó. Nó ăn khuyết vô các bạn. Mình đứng xích ra nha. Mình chào các bạn nha.